Xin được cảm ơn các thành viên trong ban nhạc Sky đã vừa hòa tấu chúng ta nghe một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, ca khúc Niềm Khúc Cuối, để chúng tôi chính thức chào đón tất cả các nhạc khách thân yêu của Sky Coffee, những người đã quen thuộc đến đây nhiều lần vào các tối thứ bảy và cả những người có lẽ mới gần đây mới đến với không gian của chúng tôi sau khi chúng ta thực sự bình thường mới qua thời cuộc như 2 năm vừa rồi, để chính thức chào đón tất cả các anh chị và các bạn đến với đêm nhạc với sự chọn lọc hai nhạc sĩ Ngô Thủy Miên và Vũ Thành An trong chủ đề Riêng Một Góc Trời. Hãy chào đón nhau bằng một tràng vỗ tay thật ấm áp được không ạ? Xin được chào đón tất cả các anh chị. Kính thưa quý vị, thưa các anh chị, không phải là một thử thách dễ dàng cho các nghệ sĩ của chúng tôi đêm nay. Dẫu Ngô Thủy Miên hay Vũ Thành An đều là những cái tên quá quen thuộc đã định danh nền tân nhạc Việt Nam trước và sau năm 1975. Và rồi thì cứ tối thứ bảy hàng tuần tại không gian này của Sky Coffee, anh em chúng tôi thực hiện ước mơ có thể được điểm danh lại những tên tuổi đã định danh nền tân nhạc của chúng ta. Mới cách đây 2 tuần là đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Tuần vừa rồi khi Hà Nội thay đổi thời tiết, chúng tôi chọn đêm nhạc Phú Quang. Và hôm nay chúng tôi mời các anh chị ngược dòng thời gian, chúng ta về với Sài Gòn, chủ yếu là Sài Gòn trước năm 1975, để cùng sống với không khí âm nhạc thành thị trong những ca khúc trữ tình của hai nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc chúng ta. Ông Ngô Thủy Miên và ông Vũ Thành An, ngoài việc là hai nhạc sĩ tên tuổi, họ còn là đồng môn của nhau, học chung một lớp nhạc vào năm 1959 cùng với nhạc sĩ Đức Huy, tác giả của rất nhiều ca khúc mà chúng ta yêu quý. Và hai ông đều đi qua những biến động khác nhau của lịch sử, của chiến tranh, của thời cuộc, nhưng tuyệt nhiên chỉ viết về một chủ đề duy nhất, đó là tình yêu và con người. Rất khác với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về cả thời cuộc, cả chiến tranh, đúng không ạ? Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi xin lấy ra khoảng 15-16 ca khúc của hai nhạc sĩ trong hai chương. Chương 1 có chủ đề là những tình khúc đầu đời, và chương 2 là cho, chấp nhận và tha thứ, triết lý trong tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, để cùng các anh chị chúng ta trải qua 105 phút âm nhạc với thật nhiều những hoài niệm dành cho hai người nhạc sĩ mà chúng ta yêu quý. Vậy thì ngay bây giờ, để bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay, nhân việc ban nhạc đã lựa chọn chơi một trong những bài hát đầu tay của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, Niềm Khúc Cuối, được sáng tác 51 năm trước, thì chúng tôi xin mời các anh chị vào chương 1 với chủ đề những bài hát đầu tay, những tình khúc đầu tiên, những tình yêu đầu đời của hai người nhạc sĩ Ngô Thủy Miên và Vũ Thành An. Hãy về với tập ca khúc đầu tiên mà Ngô Thủy Miên được gửi đến công chúng vào năm 1965. Khi đó ông còn được biết đến với nghệ danh là Đông Quân, với những ca khúc như Mắt Biếc, Giáng Ngọc và Mùa Thu Này Cho Em, mà sau này ông đã đổi tên thành Mùa Thu Cho Em. Để chúng ta bắt đầu đêm nhạc hôm nay với ca khúc này, với tiếng hát của Hải Anh. Xin chào đón ca sĩ đầu tiên. Tình yêu vương vấn.
vương mang sẽ hát bài cho em, và dù em yên giấc tối ngày mai khi mưa răng lưng đôi chờ em, anh em mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai đứng đợi, em có mơ mơ mùa mắt ướt quen đi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Tiếp tục là một ca khúc nữa của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với nhạc phẩm Bản Tình Cuối. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuộc, một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn tan lẫn ngây,
men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em ấm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết. Qua bao nhiêu năm tháng ở thương, một ngày nào đó tóc say sưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Cảm ơn Hải Anh đã vừa gửi đến chúng ta bản tình cuối của Ngô Thụy Miên. Và cũng có thể sẽ có những khán giả thắc mắc là vì sao bài này thường thì các nghệ sĩ hay biểu diễn ở cuối, bản tình cuối mà. Và chúng tôi cứ đẩy lên đầu tiên như vậy. Bởi vì rất là nhiều người hiểu nhầm bài hát này viết cho một cuộc tình cuối cùng. Nhưng mà không, ông Ngô Thụy Miên hôm nay nhiều anh chị lựa chọn đi ngay. Bởi vì có lẽ hầu hết các anh chị đều là những người tôn thờ sự chung thủy. Mà các nhạc sĩ chung thủy thì rất hiếm. Trong các bản nhạc của mình thì Ngô Thụy Miên rất nổi tiếng trong nền tân nhạc của chúng ta là một người cực kỳ chung thủy. Và những bài hát ông viết thì hầu hết chỉ cho người vợ của mình mãi mãi cho đến tận bây giờ, chính là Đoàn Thanh Vân. Bài hát này cũng vậy.
Bản tình cuối được viết vào khoảng năm 1966-67, sau những lần trắc trở nhưng rồi vẫn đến được với nhau của hai người. Cuối tức là người tình cuối cùng của mình mãi mãi mà thôi, chứ không phải để chia tay trong một cuộc tình. Đó là lý do vì sao mà dù là đầu đêm nhạc, chúng tôi vẫn hát, bởi chính nhạc sĩ đã trả lời là một ngày nào đó tôi có thôi hết yêu người. Và đến bây giờ, họ vẫn đang yêu và đang sống với nhau, dẫu rất xa chúng ta. Còn trắc trở hơn một chút trong tình duyên thì có lẽ chính là nhạc sĩ Vũ Thành An. Và những bài Không Tên của ông là điển hình nhất của tất cả những sự trắc trở đó. Thì sau đây xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau về với Đà Lạt của năm 1966, về với một cuộc tình thoáng qua của Vũ Thành An, mà sau này không đến được với nhau cho đến tận 20-30 năm sau, ông vẫn phải viết tiếp những lời hát tiếp theo cho ca khúc này kể từ khi nó được phôi thai, với một tiếng thở dài như ông nói là đời dài như tiếng kinh cầu mang sầu cho nhau. Bài Không Tên số 3 của Vũ Thành An sẽ gửi đến chúng ta qua tiếng hát của Bích Ngọc ạ. Xin chào đón Bích Ngọc. Ca sĩ nữ thì có thể cho một sự tán dương ít khiêm tốn hơn được không ạ? Thương nhau, cho nhau một lần.
được nhau trong môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho nước mắt tôi hằng rơi lệ ướt đẫm câu thề. Đêm sâu mái tóc em dài buông xuôi xuôi theo dòng tiếng kinh cầu còn sâu mang đến cho nhau, mà đời dài như tiếng kinh cầu còn sâu mang đến cho nhau. Hầu hết những bài Không Tên của Vũ Thành An đều có bóng dáng của một nữ nhân nào đó, có thể là người yêu, có thể là một người thoáng qua trong cuộc đời ông. Nhưng rồi cũng có những bài hát ông nói với chúng ta là tôi viết cho đủ để gửi cho nhà xuất bản, cho đủ 10 bài, cho kịp phát hành mà thôi. Còn ai thấy câu chuyện của mình trong đó thì đó là tôi viết về chính họ. Bài hát sau đây xin là một sự thỏa hiệp cho tất cả những người phụ nữ đang có mặt trong không gian này, nếu cũng đi qua những xúc cảm như vậy. Một làn khói trắng quên đời và quên lãng, mà các anh chị cùng nghe bài Không Tên số 7 của Vũ Thành An. Tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết đâu. Đêm mong về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương vấn, buông lời dòng tóc trên vùng ngày tháng thật thân em rồi hoang quê lê theo thời gian rộng gió, thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, cơn đau ấy sẽ nâng niu đời nhau, xót xa em dắt đưa nhau hối hận. Thank you.
giờ đời. Xin cảm ơn Bích Ngọc. Không biết là Sky Coffee và không gian âm nhạc này có tồn tại đủ lâu để chúng tôi hát đủ hơn 103 bài không tên của Vũ Thành An hay không. Nhưng mà đêm nay sẽ cố gắng hết sức để được càng nhiều càng tốt cùng với những kỷ niệm của nhạc sĩ. Và thưa các anh chị, nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, Vũ Thành An, hai nhạc sĩ hôm nay chúng ta nghe đều có những điểm giống nhau như chúng tôi đã nói. Mà giống nhau nhiều nhất có lẽ là sự chung chuyên trong cuộc đời của họ. Vì những lý do của thời cuộc, của lịch sử, như ông Ngô Thủy Miên thì sau năm 75 thất lạc người vợ của mình tận 4 năm, từ 75 đến 79 mới hồi ngộ được nhau ở Canada, và 4 năm đó thì ông không viết bài nào hết. Với nhạc sĩ Vũ Thành An cũng vậy, cũng vì nhiều lý do của lịch sử thôi, mà cuộc đời mãi cho đến tận năm 1985 mới bắt đầu có được những ổn định đầu tiên ở vùng đất mà ông lựa chọn. Nhưng tuyệt nhiên nhạc của hai ông đều không có một lời than trách nào nhiều do hoàn cảnh, mà đó đều chỉ là những sự cựa quậy của tình yêu, của tuổi trẻ và những trăn trở của họ. Bài hát sau đây là một trong những bài đầy nghiệm sinh về cuộc đời mình của nhạc sĩ Vũ Thành An, và mất gần 20 năm mới có thể viết xong được ca khúc này kể từ khi ông khởi bút vào năm 1974. Và trên khi gặp được người vợ bù đắp tất cả những đau thương mất mát, ông ấy viết nốt được và ông đưa ra những câu hát mà có lẽ chính các anh chị cũng như chúng tôi đều đồng cảm. Qua dầm về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về. Đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe lại Đời Đá Vàng mà nhạc sĩ đã mất tận 20 năm mới sáng tác xong với tiếng hát của Minh Đức. Xin mời. Kính thưa quý vị, và lời đầu tiên cho phép Minh Đức xin gửi tới quý vị những lời chào trân trọng nhất. Thank you.
không qua được vánh sầu. Tất tình muốn yêu thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa vơi được chút nào. Suốt đời còn ước ao khát vọng còn gâu cao. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một lần mất mát mới thương đời đớn độc, có hoàn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dặm dềm mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có một đời khóc than mới hiểu đời đã phung phí trong cơn buồn phiền. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một lần mất mát mới thương đời đớn đau, có hoàn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dặm dềm mưa tuyết mới vui ngày nắng đẹp. Có một đời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Có một đời khóc than mới hiểu đời. Xin trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Và kính thưa quý vị, một nhạc phẩm tiếp theo của nhạc sĩ Vũ Thành An. Và sau đây, Minh Đức muốn gửi tới quý vị bản không tên số 2.
lòng người như nắng trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không vương nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi hồng ngày nào ân hận trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô đường tìm trở về, đến cho nhau lời nói trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi chỉ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn bóng đêm.
Một lần nữa Minh Đức xin trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin cảm ơn Minh Đức. Bởi vì sao mà chúng tôi sẽ dành hầu hết thời lượng của chương 2, tức là sau ít phút nữa, để chúng ta chủ yếu hát nhạc của Ngô Thụy Miên. Bởi vì nhạc của Ngô Thụy Miên như chúng ta thấy là dòng nhạc sang và chứa nhiều hình ảnh đẹp, ca từ trong sáng, dẫu cuộc đời có lúc cũng sướng khổ buồn vui như bất cứ một người nhạc sĩ nào. Và để thấm được tất cả những cái sự tươi đẹp và đầy lạc quan đó trong âm nhạc của Ngô Thụy Miên thì phải đi qua đầy những ngày giông tố như Vũ Thành An đã viết. Nên chúng ta hãy tiếp tục cờ quầy trong những cái ký ức đó của Vũ Thành An với tất cả những sự chung chuyên trong cuộc đời và tình yêu của mình. Bài hát sau đây được xem là một trong những ca khúc thành công nhất trong hơn 103 bài không tên của ông, là bởi lẽ về mặt ca từ dường như là nói lên suy nghĩ và chiêm nghiệm của tất cả chúng ta sau cả một cuộc đời. Ông viết là chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Những câu hát đã ở trên vành môi của chúng ta trong suốt nhiều chục năm qua khi yêu quý Vũ Thành An. Mời các anh chị gặp lại Hải Anh trong bài không tên số 4. Cho vơi đi những nhục hình, nói cho anh đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn khi xa đời, thương cho đàn con chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, lời nói yêu thương ngày xưa có chưa về đi. Đêm cho em rơi cuốn mặt ngầu, giữ cho em mái tóc bồng, lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin người chia. Ngày xưa có chiều
đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc hồng, lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi chia tay. Mãi về sau nước mắt có cạn khi xa đời thương cho đàn con, chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người thương. Để gió cho đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc hồng, lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi chia tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi chia tay. Lời anh nói sẽ còn mãi, chuyện mai sau xin gửi chia tay. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nối tiếp chương trình, xin được gửi tới quý vị một nhạc phẩm nữa của nhạc sĩ Vũ Thành An, ca khúc Bản Không Tên Cuối Cùng. Nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Con làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đâu? Con đường em theo đâu? Đúng hay sai? Xa nhau rồi, thiên đường thấy đau. Cho thần yên cho cánh, xót thương người tình gì? Con người
ai dù nơi hãy yêu nhiều người em tươi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Cảm ơn Hải Anh. Thưa các anh chị, chúng ta vừa nghe bài Không Tên Cuối Cùng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Và ông nhạc sĩ của chúng ta như đã nói là so với Ngô Thủy Miên thì đa tình hơn rất là nhiều. Và sau khi chia tay thì viết bài Không Tên Cuối Cùng, sau đó lại yêu một người khác. Thế là bắt đầu viết bài Không Tên số 5, số 6, số 7 tiếp. Đến tận 103 mới dừng lại những bài Không Tên của mình. Chứ không phải bài Không Tên Cuối Cùng là kết thúc chuỗi những bài Không Tên của ông. Nhưng rồi sau đó thì ông ngẫm lại, ông thấy rằng là những lời trách móc trong bài hát này biết đâu cũng không phải là đúng với những gì có thể diễn ra sau đó. Nên ông đã viết tiếp bài Không Tên tiếp nối, như chúng ta đã biết, bài Không Tên Cuối Cùng tiếp nối. Và ông có nói là: này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa thì chắc gì đã hạnh phúc, đã bền lâu. Chứ không giống như cái lời mà chúng ta nghe ở phiên bản đầu tiên ông đã viết. Và đây là bài hát đầu tiên trong các bài Không Tên Cuối Cùng của ông, vì nó là nỗi đau cuối cùng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái nỗi đau nó trong sáng hơn rất là nhiều trong âm nhạc của Ngô Thủy Miên ở phần 2 của chương trình, với chủ đề là cho, chấp nhận và tha thứ. Và thật không phải phép nếu như mà chúng tôi lại không có sự cho và sự chấp nhận của các anh chị, bởi vì chúng ta phải cần vài phút dành cho người thân, bạn bè và cho chính mình với những nỗi niềm mà từ nãy đến giờ có thể các anh chị đang giấu kín. Hẹn gặp lại sau 5 đến 8 phút nữa ở phần 2 ạ. Cảm ơn các anh chị. Xin được chào đón tất cả các anh chị. Chúng ta quay trở lại với đêm nhạc Riêng Một Góc Trời của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đến với phần 2 của chúng tôi với chủ đề là cho, chấp nhận và tha thứ. Và trước khi bắt đầu những bài hát đầu tiên của phần 2 thì chúng ta hãy dành một sự tán dương và cảm ơn dành cho các nhạc công của chúng tôi được không ạ? Xin giới thiệu nghệ sĩ guitar Việt Cường, drummer anh Đức Thắng và nghệ sĩ violon Tùng Phúc ạ. Xin cảm ơn. Và chúc các nhạc công của chúng ta sẽ tiếp tục có đầy đủ cảm xúc để giúp cho các nghệ sĩ của chúng tôi chuyên chở những bài hát tiếp theo phần 2. Nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, như chúng tôi nói là cuộc đời nếu nói là vui thì không hẳn là nhiều niềm vui. Cũng chung chuyên ra nước ngoài rồi thất lạc người vợ của mình. Tình yêu thì cũng có lúc gian dở, lúc trọn vẹn dù chỉ với một người là Đoàn Thanh Vân. Thế nhưng mà tuyệt nhiên những câu hát và những bài hát mà ông viết chúng ta đều thấy đó là
sự ngây thơ ở cái tuổi 25-26 khi viết Mắt Biếc hay là Dáng Ngọc, rồi sau này là những chiêm nghiệm một cuộc đời khi ông viết Riêng Một Góc Trời. Ở giai đoạn sáng tác sau này, ông có một câu rất là hay, một tuyên ngôn tình yêu của nhạc sĩ, đó là theo tôi tình yêu là cho, là chấp nhận và phải biết tha thứ. Và đó lý do để chúng tôi mời các anh chị chúng ta vắt mình sang chương 2 của đêm nhạc ngày hôm nay của chúng ta. Hãy trở lại với cái thủa ban đầu của Đông Quân, nghệ danh đầu tiên của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, để đến với một trong những sở thích đặc biệt của ông nhạc sĩ này là đổi tên các bài hát của mình. Như lúc nãy ca khúc Mùa Thu Này Cho Em thì sau này nhạc sĩ rút gọn thành Mùa Thu Cho Em. Và bài hát thứ hai trong cái hành trình tìm kiếm những kỷ niệm với người yêu vào cái lúc gian dở, ông viết Dấu Vết Tình Yêu và đưa vào tập ca khúc đầu tay của mình. Và sau này chúng ta quen thuộc với một tên gọi rất là thân quen của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Dấu Tình Sầu. Xin mời các anh chị cùng nghe sáng tác này của ông với tiếng hát của Bích Ngọc, bắt đầu phần 2 của chương trình hôm nay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và xin cảm ơn tất cả quý vị. Nếu nói đến âm nhạc Ngô Thụy Miên thì chúng ta phải nói đến sự kết hợp tuyệt vời của ông với thơ của một nhà thơ có lẽ là duy nhất mà ông phổ thành những ca từ trong âm nhạc của mình, tác giả của Tuổi 13, của Áo Lụa Hà Đông hay của Paris Có Gì Lạ Không Em, nhà thơ Nguyên Sa. Bài hát sau đây thì không phổ thơ Nguyên Sa nhưng cũng bắt đầu từ nguồn cảm hứng bất tận trong Paris mà Nguyên Sa đã nhắc đến trong bài thơ Paris Có Gì Lạ Không Em. Và trong những năm tháng lên đên mà Ngô Thụy Miên đã đi qua Paris trước khi đoàn tụ với vợ của mình tại Hoa Kỳ, chúng ta cùng nhau đến với ca khúc đến nay là tròn 20 năm ông viết bài hát này, Một Cõi Tình Phai, với hình ảnh của Paris, của sông Seine. Chiều qua công viên
một đời. Sáng tác sau này trong sự nghiệp của ông, nhưng mà cũng đã 20 năm kể từ khi bài hát này ra đời. Và chúng ta thấy là về mặt trải nghiệm trong ca từ thì rất khác so với khi ông viết Dấu Vết Tình Yêu, Dấu Tình Sầu, hay là những bài hát của thuở đầu mới yêu như là Chiều Nay Không Có Em, hay là Mắt Biết, hay là Giáng Ngọc, và nhiều những ca khúc trong tập ca khúc đầu tay của ông vào năm 1965. Và thưa các anh chị, nhân cái chuyện chúng ta đang ngồi ở đây giữa Hà Nội để hát về hai người nghệ sĩ Bắc Kỳ, nhạc sĩ Vũ Thành An và nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, dẫu sự nghiệp của họ thăng hoa chủ yếu là tại Sài Gòn và sau năm 1975 ở hải ngoại, thì chúng ta cũng nên có một bài hát để dành một tí không gian cho những người Hà Nội hoặc đang sống tại Hà Nội như chúng ta. Thì sau đây xin được mời các anh chị và các bạn cùng trở về với hơn 80 năm về trước trong cuộc thi Hoa hậu Bắc Kỳ đó, nơi mà người tình sau này của nhà vua Bảo Đại đã đăng quang. Rồi nhà thơ Nguyên Sa quá say đắm cái vẻ đẹp của cô gái ấy đã viết một bài thơ rất hay. Rồi 20 năm sau khi bài thơ ấy ra đời, vào năm 1968, Ngô Thụy Miên đã đọc được giữa Sài Gòn và viết tặng chúng ta bài hát rất nổi tiếng của ông. Và trong cuộc thi năm 1938 thì Lý Lệ Hà đã mặc chiếc áo lụa Hà Đông. Mà các chị cùng nghe bài hát này với tiếng hát của Minh Đức ạ. Xin chào đón Minh Đức. Dài lắm ở xung quanh,
linh hồn này vội vã vẽ chân dung, bởi vội vã vào trong hồn mơ cười. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lúa là đâu. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Và có lẽ đây là một trong những ca khúc mà lâu lắm rồi Minh Đức mới có dịp trình diễn lại. Và ngày hôm nay thì trong chương trình âm nhạc của Ngô Thị Miên có một ca khúc nữa mà Minh Đức vô cùng yêu thích trong cái dòng nhạc của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Xin mời quý vị cùng đến với Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ.
từ em đi. Mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu. Từ em đi hạ thêm buồn vắng, nắng mưa phai màu. Vòng tay cũ lối xưa em về, bờ môi ấm ngát hương câu thề. Ngậm ngùi trong nỗi buồn hoang vắng những tháng ngày qua. Từ em đi mùa thu tàn úa, lá rơi bên thềm. Từ em đi mùa đông lạnh giá, bước chân âm thầm. Chờ em mãi mắt môi ơ thờ, lời yêu cuối thoáng nghe mơ hồ. Chìm mình tôi với một góc chơi hư vô. Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vãng xa xôi. Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi. Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi, còn đây là giã nát tim côi. Mình tôi và cơn đau xót xa một thời. Chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đường. Hồn manh mang nhạc dâng sầu tớ, dáng em xa rồi. Tìm đâu thấy tháng năm vỏ vàng, tìm đâu thấy ai ân phải tàn. Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn. Đâu thấy ai ân phải tàn.
dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang. Tìm đâu thấy tháng năm vỡ vàng, tìm đâu thấy ai ân phải tàn. Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúng ta đang thực sự sống trong không gian âm nhạc của giới trẻ và thành thị miền Nam trước năm 1975 với những sáng tác của một thần tượng của âm nhạc trước năm 75 thời đó là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và vì chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu bằng tập ca khúc đầu tay của ông Tình Khúc Đông Quân với những ca khúc như là Mùa Thu Này Cho Em hay là Dấu Tình Sầu, thì bài hát sau đây chúng ta sẽ một lần nữa trở lại với tập ca khúc đầu tay của ông với một bài hát đầy những ca từ đẹp của tình yêu thuở 20, dẫu đấy chỉ cũng là một tình yêu đơn phương của Ngô Thụy Miên mà thôi. Những ca từ thật đẹp, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Mời các anh chị cùng nghe Giáng Ngọc của Ngô Thụy Miên. Thank you.
thôi xin mất em anh. Xin hết đi hoang những chiều buồn dài, và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dẫm mất ngắm xót vơi, xin đừng bước đi. Chiều buồn mưa bay gió bay, một mình cô đơn bước chân thầm Xin cảm ơn Bích Ngọc. Vừa rồi chúng ta đã đi ngược dòng thời gian để về lại với những năm 60, khi mà Ngô Thụy Miên đã viết những ca khúc như là Giáng Ngọc, Mắt Biếc hay là Giấc Mơ. Còn sau đây chúng ta lại trở lại với thập niên 90, khi mọi thứ dường như là định hình với cuộc đời nhiều sóng gió của ông. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe một trong những bài hát có giai điệu ma mị và khiến cho rất nhiều người yêu nhạc của Ngô Thụy Miên say đắm trong giai đoạn sáng tác sau này, Nỗi Đau Muộn Màng, với tiếng hát của Minh Đức. Là nước mắt tình đã
phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương đầy vơi. Hạnh phúc sao mất môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình say. Còn đây bao tháng năm âm thầm mê mang, bao vấn vương cho đời thanh thản những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ có mùa thu mưa giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu vòng tay ấm vui, anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một thời. Anh nhớ có mùa thu mây giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu vòng tay ấm vui, anh hát cho em bài tình ca đôi môi. Tìm đâu thấy người đã đi rồi, quanh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rực rỡ, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một thời. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau. Chúng ta vừa gặp những cơn mưa kỷ niệm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong Nỗi đau muộn màng thuộc giai đoạn sáng tác sau này của ông. Thưa các anh chị, hai người nhạc sĩ ngày hôm nay của chúng ta thì có một người đã trở về với quê hương và hát trên sân khấu quê nhà, nhạc sĩ Vũ Thành An, người sau này đã từ bỏ cái cõi tục trần của chúng ta để trở thành một cha xứ, và ông đã về với Hà Nội
về với miền Bắc, về với Nam Định quê hương của ông và hát những bài không tên mà như từ nãy đến giờ chúng ta hát. Duy chỉ có ông Ngô Thụy Miên đến bây giờ vẫn chưa trở về. Bởi có lẽ đó là tính cách của ông, một cuộc đời không quá sôi nổi, ồn ào ở những sân khấu hay những đêm nhạc. Ông vẫn lặng lẽ theo dõi và thường xuyên chia sẻ những cảm nhận của mình về đời sống văn nghệ nước nhà, nơi không thể thiếu âm nhạc của ông. Thì có lẽ bài hát sau đây sẽ giống như một lời mà chúng ta cảm nhận được đầy đủ tất cả những trải nghiệm mà Ngô Thụy Miên đã đi qua. Đến nay là vừa tròn 25 năm bài hát này được sáng tác và cũng là 25 năm chúng ta yêu quý nhạc phẩm này của ông. Xin mời Hà Anh sẽ giúp chúng tôi tặng các anh chị ca khúc chủ đề Riêng Một Khúc Trời. Xin mời ca sĩ ạ. Dòng suối mơ nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong núi. Mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiệu tình tôi. Người vui bên nơi, xót xa nơi này, thương hình dáng anh. Vòng tay tiếng nuối, bước chân nâng. Nghe giọt nắng phai, đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu ơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Chia cách đôi nơi là hạnh phúc xa xôi. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn đang ơn thấy lòng sao buồn xa. Gọi tên em ơi, trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Thương nhau
hình dáng ai. Vòng tay tiếng nuối bước chân âm thầm nghe giòn nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu hơn khi mùa xuân vội thoa chốt nơi đây. Nụ hôn đã mưa say, bờ môi ướt quê ngày nay còn đâu. Hạnh phúc xa rời người ơi, một mai em nghe có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buồn ra. Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Gọi tên em trong cơn mê này. Chúng tôi biết các anh chị vẫn cứ muốn lưu lại với Sky để chúng ta còn phải nghe nữa. Em đến thăm anh đêm 30 của Vũ Thành An với chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em đó. Rồi các anh chị cũng muốn nghe nữa những tình khúc buồn và những sáng tác khác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Nhưng có lẽ với hơn 105 phút đã trôi qua với 16 bài hát mà ban nhạc và các nghệ sĩ chúng tôi thể hiện, phần nào chúng ta cũng đã tìm được những góc trời riêng của mình. Và chủ yếu là những kỷ niệm. Sky Coffee vẫn luôn chào đón các anh chị tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt là các đêm nhạc vào tối thứ bảy. Cảm ơn ban nhạc, cảm ơn Minh Đức, Bích Ngọc, Hải Anh, và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả. Chúc ngủ ngon, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.